chào các bạn. Đây là một cái cống hộp. Cống hộp 3 ngăn. Thì nó thiết kế với đây, ta thấy kích thước của nó đây. Kích thước của nó đây là tầm mình đoán tầm là 35 đến 40 phân. Bản mặt của nó đang là 40 phân và cái sườn của nó tầm là 30 35 phân. Và từng cánh đây, từng cánh cũng 30 35 phân. Thì tải trọng chúng ta thấy nó là có cái biển. Kia bên kia là có cái biển tải trọng 10 tấn. Ở đây thì cống hộp 3 ngăn này đang thiết kế với tải trọng 10 tấn. Đấy, thì nó bắc ngang một cái con sông. Một con sông nhỏ. Đấy, chúng ta thấy thì riêng với tải trọng 10 tấn thì đang thiết kế với kích thước khá lớn. Đấy, nó vượt nhịp thì nhịp của nó thì từ gồm nó tầm là 1, 2, 3, tầm hơn 3 mét, 3 mét, tầm 3 mét, 3 mét hoặc hơn 3 mét gì đấy, đấy nhịp nó là 3 mét, của là tầm này là 3 nhân 1, 2, 3, 3 nhân 3 hoặc 3 nhân 3, 3, 3 nhân 3 hoặc 3,5 nhân 3,5 gì đấy, đấy. Thì ở đây thì nó kêu một bản biển tải trọng 10 tấn. Thì đây là hai bên này thì hồ và có cái lề vỉa hè đi bộ. Đây, ta thấy có cái vỉa hè đi bộ ở đây. Đường này được lớn hơn bên này. Đây, đây có vỉa hè khá lớn, rộng khá lớn. Tầm hơn 5 mét. Tầm rộng vỉa hè tầm 5 mét. Thì đây ở đây chúng ta thấy cái đoạn vát này. Đây thì có cái lan can, hệ thống lan can và cái xây đá hộc ở đây. Thì ở đây bình thường chúng ta làm đường thì nó thường là chúng ta để mái dốc là 1/1.5, thì đây có cái mái kè này thì chúng ta đây thấy đây, cái mái dốc này là rất là dốc, không phải 1/1.5 mà mái dốc này đang rất đấy. Thì khi mà làm cái đá hộc này thì chúng ta sẽ làm cho mái dốc của chúng ta không phải 1/1.5 nữa mà mái dốc nó đứng hơn. Đấy, thì chúng ta thấy là cái vát mái kè đây, cái đoạn tiếp xúc giữa cái tường cánh và cái mái kè thì nó uốn cong và nó có cái đoạn vát bằng đá hộc xây. Đây này lan can ở đây thì nó nối với lan can của cái này, của cái cống hộp này. Đấy, nó cái đoạn uốn cong này rất uyên chuyển đấy, các bạn thấy nó uốn cong như hình tư nón múa. Đấy thì nó uốn cong ở đây. Xuống đây và cái đoạn tường cánh này thì nhờ cái đoạn xây trợ đá hộc này mà nó làm giảm cái đoạn vác xuống. Đấy. Tường cánh này, tường cánh nó song song với cái sườn luôn, nó song song luôn, nó không mở rộng, tường cánh nó song song luôn. Tường cánh này thì tường cánh chúng ta thấy tường cánh nó khá nhỏ. Đấy. Với kia đấy, ta thấy cái đoạn vác nó khá cong. Từ cánh song song với ấy, với cái sườn của ra và nó khá cong. Từ cánh này thì cánh ta thấy cánh khá nhỏ. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy cái cống hộp này thì có đất đắp cái cống hộp. Ta thấy có đất đắp cái cống hộp. Sau đó mới đến cái lớp cái cầu ao được. Đây chúng ta thấy đoạn vát, lưu ý cái đoạn vát này, thiết kế cái đoạn vát này. Xây đá hộc thì chúng ta thấy nó vát nó khá cong, mềm, rất nhẹ nhàng, nhìn rất đẹp. Đấy, đây có bậc lên xuống đấy, đây có bậc lên xuống, đây bậc dài đấy. Đoạn này vắt kè đá hộc và cái đoạn đổ bê tông đây, và cái lan can đây. Thì các bạn lưu ý để trong quá trình thiết kế thì các bạn có thể là vác cái đoạn tiếp xúc với cánh này, từ cánh này được nó ok hơn. Như thế này thì chúng ta thấy nó giảm khối lượng rất nhiều. Đấy, nó vừa giảm khối lượng, nó vừa rất gọn gàng, thiết kế rất gọn gàng và ok. Đấy. Ok, chào các bạn.